Mới đây tại thành phố Hải Phòng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu đầu tư cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thành phố Hải Phòng đã ký kết bàn giao quản lý hệ thống cấp điện huyện đảo Bạch Long Vĩ từ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đảo Bạch Long Vĩ là một trong 8 ngư trường lớn có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế an ninh quốc phòng biển của nước ta ở vịnh Bắc Bộ. Xác định tầm quan trọng của việc cấp điện cho huyện đảo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao Tổng công ty Điện lực miền Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại một thành viên Điện lực Hải Phòng thực hiện lập phương án chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cấp điện cho huyện đảo Bạch Long Vĩ với tổng mức đầu tư là 148 tỷ đồng. Đến nay, Việc tiếp nhận hệ thống điện cũng như các phương án quản lý vận hành kinh doanh bán điện cho nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đã hoàn tất. Trong năm 2016 và 2017, Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục thực hiện dự án cấp điện cho huyện đảo để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện huyện đảo Bạch Long Vĩ. Quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt và dự án khu liên hợp dịch vụ hậu cần nghề cá Vịnh Bắc Bộ trong giai đoạn 2014-2020.